đầu tư tuyến động lực ven biển của tỉnh Bến Tre. Cử tri tỉnh Bến Tre đề nghị nghiên cứu có cơ chế chính sách đầu tư cho tuyến động lực ven biển của tỉnh Bến Tre. Hiện nay tuyến đường này thực hiện vốn vay nhưng chưa được Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ chế vay và vay lại để thực hiện. Bộ Tài chính cho biết, theo văn bản đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh với tổng vốn đầu tư là 11.627 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 7.515 tỷ đồng, vốn đối ứng là 4.112 tỷ đồng. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển Việt Nam và được định hướng quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.